Bây giờ cũng đến giờ khai mạc. Xin tất cả hai đội chúng ta sẽ trở về. Nhà sứ vào hoạt hình. Kính thưa ban lãnh đạo địa phương, thưa quý cụ ông bà cùng anh chị em, nhân ngày lễ kính thánh cho ta quan thầy Phu Lam thuộc nhà sứ, được sự nhất trí của cha phụ tá Du Xe và hội đồng giáo sứ, hôm nay ngày 24/8/2016 tại sân vận động Quốc Đề, ban lãnh đạo khu tổ chức buổi giao lưu bóng truyền trong nội bộ giáo sứ. Vậy cho phép tôi thay mặt Phu Lam xin trân trọng giới thiệu về dự và cổ vũ cho hai đội. Có hiện diện của hội đồng giáo sứ cùng ban lãnh đạo địa phương, cùng quý khách, cùng toàn thể quý cụ ông bà và anh chị em, vậy kính đề nghị mọi người chúng ta lộ một tràng pháo vỗ tay chúc mừng cho hai đội bóng. Hai đội bóng chúng ta sẽ xếp hàng ra trước, dàn hàng ngang ra giữa sân và kính mời ông Cảnh, nhà sứ ra khai mạc. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em cùng các cầu thủ rất thân mến, hôm nay nhân dịp khu Nam tổ chức mừng kính lễ quan thầy của khu giáo. Khu giáo tổ chức buổi giao lưu bóng chuyền nhằm khích lệ động viên cổ võ tinh thần thể dục thể thao trong xứ nhà. Đây là dịp để chúng ta thể hiện tinh thần khởi lại tinh thần thể dục thể thao trong xứ nhà. Vậy được sự ủy quyền của cha phụ tá Du Xe, tôi xin khai mạc buổi giao hữu bóng chuyền giữa đội khu Nam và nhà sứ. Kính chúc quý vị, quý chức, quý cụ cùng toàn thể các cổ động viên, và kính chúc hai đội bóng chơi một buổi đầy nhiệt tình, đoàn kết, hết mình và giành chiến thắng. Thay mặt cho cha phụ tá, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi giao hữu bóng chuyền giữa khu Nam và nhà sứ được bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời ban tặng hoa ra tặng hoa. Đúng không? Trong khu anh em chúng ta có ai giúp bỏ cái ghi điểm đấy? Đúng không? Trong khu anh em chúng ta có ai giúp bỏ cái ghi điểm đấy? Đúng không? Trong khu anh em chúng ta có ai giúp bỏ cái ghi điểm đấy? Đề nghị các khán giả chúng ta cổ vũ vô tư, không riêng về bên nào. Anh em khởi động. Đề nghị các khán giả chúng ta cổ vũ vô tư, không riêng về bên nào. Anh em khởi động. Rất là vô tư.
đề nghị các khán giả chúng ta cổ vũ vô tư, không riêng về bên nào. Anh em khởi động. Tôi cũng như quý khách gần xa đã tới đây cổ vũ động viên cho hai đội bóng. Vậy hai đội bóng chúng ta cũng cố gắng thi đấu hết mình, giỏi hết các chiến thuật, đánh làm sao như đội tuyển của Italia. Cũng như quý khách gần xa đã tới đây cổ vũ động viên cho hai đội bóng. Vậy hai đội bóng chúng ta cũng cố gắng thi đấu hết mình, giỏi hết các chiến thuật, đánh làm sao như đội tuyển của Italia. Cũng như quý khách gần xa đã tới đây cổ vũ động viên cho hai đội bóng. Vậy hai đội bóng chúng ta cũng cố gắng thi đấu hết mình, giỏi hết các chiến thuật, đánh làm sao như đội tuyển của Bắc Hầm. Ai là đội trưởng hai đội vào số trọng tài là Bắc Hầm đây. Bắc Hầm. Ai là đội trưởng hai đội vào số trọng tài là Bắc Hầm đây. Bắc Hầm. Ai là đội trưởng hai đội vào số trọng tài là Bắc Hầm đây. Đứng xa vạch ra. Anh Dương Em, bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho đội tuyển đại sứ 1-0. Hai nồi xuống thủ đi. Đứng xa vạch ra. Anh Dương Em, bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho đội tuyển đại sứ 1-0. Hai nồi xuống thủ đi. Đứng xa vạch ra. Anh Dương Em, bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho đội tuyển đại sứ 1-0. Hai nồi xuống thủ đi. Bóng chuyền đánh số 4. Chuyền. Bóng chuyền đánh số 4. Chuyền. Vào đây tấm ra ngoài chuyển cho đội tuyển. Hai một. Số 2. Chuyền. Cứu bóng rất đẹp nhưng không được rồi. Đẹp quá. Ngoài bóng rồi. Bóng đẹp. Điểm cho đội U Lam 5-4. Cầu thủ tung là em của cầu thủ từ Thanh Thuận mới ở Sa Đéc Khánh Hòa ra, đánh rất hay. Bóng ngoài. Ních. Nghe. Sáu đều, hai đội đánh rất là mạnh, rất là ngăn. Bóng đẹp. Bóng rất đẹp. Số 3. Đẹp quá. Bóng đang hơi bắn. Đập mạnh vào. Đánh số 2. Đánh số 3. Đánh số 2. Đánh số 2. Công sân bóng hơi bị do không ai đỡ. Các cầu thủ còn mãi đi họp. Bóng đẹp quá. Bóng đập chưa qua lưới. Điểm cho Vu Lan 13-5. Bóng rất đẹp. Số 2. Quá đẹp. Đánh như bom. Chết rồi. Bắt bóng hỏng. Bóng đập đẹp. Cầu thủ số 7 là cầu thủ Ngô Quang Chức, em ruột của Ngô Quang Kiều mới ở Sa Đéc Khánh Hòa về. Bóng giáo xứ cũng như là ban khu. Thế thì hôm nay những ngày kính thánh quan thầy của Vu Lan, vậy cô chúng con rất vui mừng được cha đến cùng chung với chúng con trong bữa cơm mừng lễ. Vậy bây giờ con chính thức kính mời cha có mấy lời, sau đó cha sẽ làm phép để dùng cơm. Con xin phép cha. Trương ban hành giáo cùng trương trưởng khu cùng tất cả các thành viên trong khu của chúng ta, phải nói rằng là ông trưởng khu tổ chức chương trình ngày hôm nay người ta gọi là hoành tráng,
bởi vì cũng là một cái dịp rất tốt để mà ông trưởng khu tổ chức giải bóng truyền, khơi dậy cái truyền thống từ ngày xưa đã có rồi của giáo xứ Đông Xuyên của chúng ta. Chính vì thế mà một lần nữa thay mặt cho ban chính trị ban hành giáo xin cảm ơn trưởng khu phó khu cùng toàn thể bà con ở khu của chúng ta và xin chúc mừng nhân dịp ngày lễ quan thầy này. Và giờ đây xin Chúa làm phép của ăn của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho chúng con. Và giờ đây chúng con cầu xin Chúa hãy làm phép những bữa ăn này để tất cả chúng con dùng cho nên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Rồi, chúc mọi người ngon miệng. Con xin cảm ơn Cha. Xin hay đẹp không? Xong hết không khai mạc chương trình thể thao được, tiếc quá nên bây giờ là phải khai mạc chương trình nhậu.